Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một bộ trống rất là hay ở trên điện thoại iPhone. Đây là một nhạc cụ ở trong ứng dụng GarageBand. Màu đỏ hình guitar. Không biết các bạn có nhìn rõ không? Ở góc trái phía trên này. Và đây cũng chỉ là một nhạc cụ ở trong cái ứng dụng GarageBand. Đây là một ứng dụng dùng để phối nhạc, gồm rất nhiều các loại nhạc cụ khác nhau. Thì trong đó cây trống là một trong những nhạc cụ được tích hợp ở trong ứng dụng này. Đây là ứng dụng miễn phí dành cho hệ điều hành iOS. Nói đến trống thì trong đây có rất nhiều các bộ trống khác nhau. Nhiều các bộ trống khác nhau. Mỗi bộ trống thì có một âm sách khác nhau. Tùy theo thể loại thì chúng ta sẽ lựa chọn. Bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn một điệu trống slow. Chúng ta sẽ chơi điệu trống slow trên điện thoại. Trước khi chơi chúng ta tìm hiểu các cái mặt trống này, cách đánh như thế nào và âm sắc nó như thế nào để chúng kích. Đây két. Két thì có hai điểm để đánh. Riêng cái trống két này rất đặc biệt là nó có thể cảm ứng được cái nực, cái tốc độ tay của chúng ta. Đánh nhẹ thì nó kêu một kiểu, đánh mạnh nó kêu kiểu. Cảm ứng rất là tốt. Trên xanh ban hay là còn gọi là hi-hat thì trên này cũng được chia làm hai cạnh. Đây là hi-hat đóng, đây là hi-hat mở. Tiếng rất tuyệt vời. Tơi tời. Đây là kép. Đây là tôm. Đấy, là cái chúng ta được nghe âm sắc của nó rất là hay. Nay mình xin hướng dẫn các bạn là đánh điệu slow. Thế thì điệu slow theo bình thường dân dã ta đọc là sát. Đấy là nói về phần trống. Còn nếu đọc cả sinh ban thì là thì chúng ta sẽ tập tách ra để chơi được. Chúng ta thực hiện như sau. Trước tiên là cái cách cầm. Thì chúng ta cầm cái phần xanh ban hai hết này hướng vào trong lòng mình, còn cái xanh ban này hướng ra ngoài. Ngón chúng ta sử dụng hai ngón, ngón giữa và ngón trỏ. Đây là theo cách của mình nhé. Còn các bạn thì không biết được, các bạn sau này các bạn sẽ sáng tạo ra cái kiểu riêng. Còn cách của mình là ngón giữa sử dụng đánh vào chống kích, chống tôm, à chống két, còn tôm thì dùng hai ngón. Đấy, còn đầu hai xanh ban đóng mở thì chúng ta dùng ngón trỏ. Đấy, đầu tiên để tập thì chúng ta đánh chống kích và két. Sau khi tập cái trống này chúng ta tập đến xanh ban. Tập được rồi chúng ta sẽ kết hợp. Đấy, tập được thì chúng ta sẽ kết hợp. Thế khi tập thạo rồi thì chúng ta có thể đảo cái trống, chơi cái thể đảo cho nó thỉnh thoảng thôi, ta điểm vào cho nó hay.
Thẻ đảo sẽ khó hơn cái thẻ bình thường kia tương đối. Nên đánh chậm nha, mình sẽ đánh chậm cái thẻ đảo này. Đấy, đảo nó khó hơn. Đấy. Nhưng nó sẽ tạo ra cái màu hay hơn một chút, phong phú hơn. Mình là dân đánh orc và đánh guitar. Đấy. Mình chơi chuyên hai cái loại đấy hơn, còn cái này biết thôi. Nhưng mà thấy cái bộ trống hay quá và xin hướng dẫn cho các bạn. Này bây giờ mình sẽ thử kết hợp nha. Ừ. Còn điệp khúc thì chúng ta sẽ đánh cái sành ban này nhanh hơn. Đấy, nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ ứng dụng vào một cái bài. Đó là bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Đây là bài được viết, được được chơi ở cái điệu slow. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, tay rét đầu đông, khăn em bay yêu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rồi, em bên tôi một chiều tan lỡ. Đường có ngứa xưa chậm chậm bước ta về. À, nơi mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ. Dân chuyên trống mình đánh chỉ được như thế thôi. Chắc chắn là các bạn, đây là mình hướng dẫn các bạn cách chơi thôi nhé. Các bạn biết chơi rồi thì chúng ta sẽ chơi chắc chắn là sẽ hay hơn mình rất là nhiều. Đây mình hướng dẫn các bạn là cái ứng dụng này rất là hay. Ừ. Và vừa rồi là mình đã hướng dẫn cái điệu slow. Chiếc điện thoại của chúng ta rất nhiều tính năng đúng không? Ngoài cái việc Facebook, Zalo và gọi điện, chụp ảnh thì chúng ta còn giải trí và chúng ta giúp chúng ta thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc với ứng dụng GarageBand. Thế thì cái bài nhạc vừa nãy đấy mà mình chơi, mình hát thì cũng thực chất ra là mình hát trước rồi. Mình đã thu âm vào, cũng sử dụng cái chiếc smartphone luôn. Sử dụng phần thu âm của nó. Đây, phần thu âm. Nói nên là sẽ có tín hiệu. Đấy. Tiếp theo là phần guitar. Đây là một cây guitar. Riêng cây guitar thì mình lại phải cầm ngược lại. Đây là thói quen của mình. À đâu, cũng cầm như này. À đâu, cầm ngược lại. Xin lỗi các bạn. Đây, cầm ngược lại này. Vì cầm như này thì cái nó sẽ thuận cho cái dây bát ở phía trên này. Mình quen gảy như thế thì mình làm như thế. Hơi chói đúng không?
bộ cái phần mình vừa thu trước, đó là phần guitar này và phần thu âm cái gọi là vocal. Đó. Này, nếu mà nghe riêng ra thì cái chất âm của cái máy, cái điện thoại mình nó thu âm cũng rất là tuyệt vời. Đây thử nhé. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, không khác gì phòng thu. Cõi rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Đây là cái mình đang bật riêng một cái chắc hoa xưa thôi rồi. Còn đây em... là dây guitar mình vừa đệm cũng bằng phần mềm này, không có một cái gì là ngoài cả, không có cái gì là ứng dụng phần ngoài đấy, hoàn toàn sử dụng trên cái smartphone. Thế còn đây là cái rãnh trống của chúng ta. Mình nếu mình muốn thu âm thì mình cũng ấn vào đây và mình thu luôn cái mình chơi. Ví dụ cho các bạn một đoạn nhé. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cõi rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rồi à, em bên đây, đây chưa thu, xin lỗi các bạn nhé. Thu là phải ấn nút rec này. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cõi rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Xưa thôi rồi, em bên tôi một chiều tan lỡ. Đường của ngư xưa chậm chậm bước ta về. Liêu xiêu một câu thơ, hồ tây tím mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào em tuổi thơ. Tưởng như còn đây. Và như vậy là chúng ta đã thu âm trở thành một bài nhạc quýt. Chúng ta có thể tinh chỉnh được, nhưng trước mắt thì nó cũng sẽ như là chúng ta vừa chơi xong. Để mình sẽ bật nha. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cõi rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Ta có thể lấy thêm các nhạc cụ vào, ví dụ vào dục cộng này. Hoa xưa thôi rồi, em bên tôi một chiều tan lỡ. Đường của ngư xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô. Quan cốc liêu xiêu một câu thơ. Để phối
hợp rất nhiều các nhạc cụ vào thành một cái bài beat. Đây là mình hướng dẫn sơ bộ, và đặc biệt là nhấn mạnh cái phần trống của chúng ta nhé. Rất tuyệt vời, cây trống mà. Đấy, tiếng của cái dàn trống thật chưa chắc đã được như thế đâu. Vì đây là trống mà đã được các nhà sản xuất người ta lựa chọn những cái dàn trống tuyệt vời nhất và đưa vào âm thanh tinh chỉnh lại, lọc những cái âm hay nhất để đưa vào. Thế mình thấy nó hay nên là mình hướng dẫn với các bạn. Chúc các bạn ngày càng nhiều sức khỏe và ngày càng đam mê âm nhạc. Đặc biệt là chúng ta sẽ tiếp cận và chúng ta sẽ chơi được những cái bài nhạc hay ở trên chiếc smartphone mình. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp mình. Xin chào tất cả các bạn.